Vậy là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần hệ tọa độ trong không gian. Ta sẽ làm sang câu 29. Ở câu 29 thì đề bài yêu cầu chúng ta là trong không gian OXYZ cho cái hình hộp. Chúng ta có một cái hình hộp nhé. ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có tọa độ điểm A, điểm B, điểm D và điểm A phẩy. Yêu cầu là tính tọa độ của điểm C phẩy. Như vậy hình dung đối với cái trường hợp bài toán liên quan đến hình hộp thì chúng ta sẽ cần hình dung ra cái hình hộp trước, đúng không? Và chúng ta nhớ các cái tính chất của hình hộp thì ta dùng. Thì một cái hình hộp đầu tiên chúng ta sẽ cần vẽ ra một cái đáy là hình bình hành. Sau đó từ đáy này chúng ta dựng các cái đường song song với nhau. Chúng ta phác họa cái hình hộp ra để cho chúng ta dễ hình dung kiến thức này. Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là hình hộp ABCD tương ứng là A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Thì với cái hình hộp này chúng ta có điểm A là 0, 0, 0. Như vậy điểm A là trùng với góc tọa độ này. Điểm B là 1, 2, 0. Tức là ta có điểm A đã biết. Chúng ta sẽ đánh dấu những cái điểm đã biết nhé. Như vậy điểm A ở đây là điểm đã biết này. Đó. Điểm B đã biết này. Chúng ta biết nữa là điểm D cũng đã biết. Đã biết điểm D. Rồi, và chúng ta biết luôn điểm A phẩy nữa. Biết điểm A phẩy. Mà đề bài yêu cầu chúng ta là tìm tọa độ của điểm C phẩy. Có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tính C phẩy xem tọa độ là bao nhiêu. Đúng không? Thì ta dựa vào các cái tính chất của hình hộp ở đây để chúng ta tính điểm C phẩy nhé. Thì cái hình hộp nó có đặc điểm là gì? Đó là tất cả các cái mặt của hình hộp đấy, nó sẽ là các cái hình bình hành. Tất cả các mặt đều là cái hình bình hành. Cho nên là chúng ta sẽ dẫn tới là có các cái cặp đoạn thẳng bằng nhau, dẫn tới là các cái cặp vectơ sẽ bằng nhau. Vậy chúng ta đi tìm cái điểm C phẩy này liên quan đến mối liên hệ với những cái vectơ mà chúng ta có thể so sánh bằng nhau á. Thì ở đây chúng ta thấy là C phẩy thì có thể so sánh với gì? Vectơ ở đây là vectơ A phẩy C phẩy đi, đúng không? Đấy, chúng ta có thể nối thêm hình ở chỗ này để chúng ta thấy rõ hơn này. Ta nối A phẩy với C phẩy. Rồi ta nối A với C. A với C. Thì lúc này chúng ta sẽ có được là cái vectơ AC này này, nó phải bằng với vectơ A phẩy C phẩy. Đây là do cái tính chất của hình hộp. Bằng vectơ A phẩy C phẩy. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần tìm được tọa độ của điểm C nữa thì ta sẽ tính được tọa độ C phẩy. Thế trong khi tọa độ điểm C thì ta lại có là vectơ AD thì lại bằng vectơ BC. Đấy, cũng do tính chất của hình hộp. Vectơ AD thì bằng vectơ BC. Nhá. Như vậy ta sẽ tìm được điểm C. Có điểm C rồi chúng ta sẽ tìm ra điểm C phẩy. Vậy dựa vào cái phần này chúng ta sẽ đi tìm là vectơ AB rồi vectơ BC đúng không? Thì vectơ AD ở đây chúng ta sẽ có này. Tọa độ vectơ AD thì lấy D trừ đi A. Như vậy ở đây mình có D là 2 trừ 1, 0. Còn A là 0, 0, 0. Vậy lấy tọa độ D trừ tọa độ A thì ta sẽ thu được tọa độ vectơ AD là 0 trừ 1, 0. Bằng vectơ BC thì lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B. À, do điểm C mình đang chưa biết cho nên chúng ta sẽ để C là x, y, z nhé. X trừ đi tọa độ điểm B là 1. Rồi y trừ đi y của B này là 2 và z trừ đi 0. Như vậy là z. Để hai cái tọa độ này muốn bằng nhau á, tức là hai vectơ bằng nhau thì tọa độ của chúng lần lượt phải bằng nhau. Tức là 2 thì phải bằng với gì? X trừ 1. Như vậy ta sẽ suy ra là 2 thì bằng x trừ 1. Tương tự này, trừ 1 sẽ phải bằng y trừ 2 và 0 sẽ phải bằng z. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có được x tương ứng sẽ phải bằng là ta chuyển 1 sang, ta thành 2 cộng 1 là bằng 3. Y chúng ta sẽ bằng trừ 1 cộng 2 là bằng 1 và z thì bằng 0.
Tức là lúc này ta có điểm C tọa độ là 3, 1, 0. Rồi, bây giờ tương tự ta sẽ tính ra AC phẩy bằng cách sử dụng cái đẳng thức trên. Vậy ta sẽ rồi ta có vector AC thì bằng với cái vector là A phẩy C phẩy. Thì hai vector này bằng nhau, vậy ta có vector AC thì lấy C trừ A. Mà C thì ta vừa tính được ở đây. Ta lấy 3 trừ đi. Đúng không? Như vậy ta được là 3, 1, 0. Phải bằng với tọa độ của vector A phẩy C phẩy. A phẩy C phẩy ta lấy C phẩy trừ A phẩy. Mà C phẩy chưa biết, như vậy ta lại đặt là x, y, z. Như vậy ta sẽ có này x đúng không, hoặc ta đặt x phẩy cũng được nhé, x phẩy trừ đi tọa độ a phẩy là 5, 2, 3, như vậy trừ đi 5, y phẩy trừ đi 2 và z phẩy trừ đi 3. Vậy từ đây tương tự ta cũng sẽ có các cái chỉ số này lần lượt bằng nhau, cho nên ta sẽ có hệ phương trình nào, hệ phương trình 3 phải bằng với x phẩy trừ đi 5, 1 bằng y phẩy trừ 2 và 0 thì phải bằng z phẩy trừ đi 3. Từ đây chúng ta sẽ có, ta chuyển trừ 5 sang đây, ta sẽ được x phẩy bằng 3 cộng 5 là 8, y phẩy sẽ là 1 cộng 2 thì bằng 3, và z phẩy thì bằng 0 cộng 3 cũng bằng 3. Tóm lại ta sẽ có đây chính là tọa độ của điểm C phẩy, tức là C phẩy sẽ có tọa độ là 8, 3, 3. Vậy phương án của chúng ta sẽ là phương án B. Và sang câu 30. Trong không gian Oxyz cho vector A, tìm tọa độ của vector B, biết vector B ngược hướng với vector A và độ dài của vector B bằng 2 lần độ dài của vector A. Thì ở đây các em chú ý chúng ta có cái giả thiết này. Vector B ngược hướng với vector A, đồng thời độ dài của vector B lại bằng 2 lần vector độ dài vector A. Thì dựa vào đây chúng ta sẽ kết luận được rằng vector B này sẽ phải bằng trừ 2 lần vector A. Đó. Cái dấu trừ ở đây thể hiện là hai vector AB sẽ ngược nhau, hướng nhau, và độ dài vector A này bằng 2 lần độ dài vector B nhé. Thì đây chính là mối liên hệ giữa vector B với vector A dựa vào hai cái giả thiết bài toán cho. Vector A có tọa độ 1, trừ 2, 3, đúng không? Muốn có vector B thì bây giờ chúng ta sẽ nhân vào cái vector A này, âm 2, đó, nhân âm 2 vào vector A. Như vậy lúc này ta sẽ thu được kết quả bằng, ta lấy âm 2 nhân với từng tọa độ bên trong. Như vậy ta được này, âm 2 nhân 1 là âm 2, âm 2 nhân âm 2 là 4, âm 2 nhân 3 là âm 6. Vậy có nghĩa là đây chính là tọa độ của vector B nhé. Và đáp án của chúng ta chọn sẽ là âm 2, 4, âm 6. Âm 2, 4, âm 6. Như vậy phương án C. Câu 31. Trong không gian Oxyz cho vector A có tọa độ trừ 1, trừ 2, 3, tìm tọa độ của vector B tọa độ 2iz, biết rằng vector B cùng phương với vector A. Ta chú ý cái giả thiết hai vector B và A cùng phương với nhau, đúng không? Khi hai vector cùng phương với nhau thì chứng tỏ rằng cái vector A và vector B này nó sẽ tồn tại một cái số thực k, sao cho vector A bằng k lần vector B nhé, với k này là một cái số thực khác không. Vậy thì có nghĩa rằng nếu như chúng ta sử dụng cái tỷ số giữa cái tọa độ vector B với tọa độ vector A thì nó phải có chung tỷ số là k. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ số này để chúng ta tìm ra xy. Thì do ở đây chúng ta thấy tọa độ của vector A là khác không nhé, cho nên chúng ta sẽ lấy tọa độ vector B, lấy tỷ số với tọa độ vector A thì ta sẽ thu được này, B là 2iz, như vậy ta có 2 này, tỷ lệ với tọa độ vector A là trừ 1, phải bằng với y là tỷ lệ với trừ 2 và bằng z tỷ lệ với 3. Đó. Khi hai cái vector này tỷ lệ với nhau theo tỷ số k thì chúng ta sẽ có tọa độ nó tỷ lệ tương ứng.
Vậy từ đây chúng ta sẽ có được y đúng không? Thì y lúc này của chúng ta này, chúng ta sẽ sử dụng tích chéo nhé. Y nhân với âm 1 thì là âm y, sẽ bằng 2 nhân âm 2 tức là âm 4. Tương tự này, z nhân với âm 1 là âm z, bằng 2 nhân với 3 là 6. Vậy từ đây ta có được y tương ứng là bằng 4 nhân cả hai vế với âm 1, và z chúng ta sẽ có bằng âm 6 cũng nhân cả hai vế với âm 1. Vậy kết quả của chúng ta là như vậy dẫn tới là vectơ B sẽ phải có tọa độ là vectơ B tọa độ là 2 4 âm 6. Rồi, 2 4 âm 6, như vậy phương án đúng là phương án D. Chúng ta sang câu 32. Trong không gian Oxyz cho vectơ A có tọa độ m m cộng 3, 3 trừ 2m. Với giá trị nào của m thì vectơ A có độ dài nhỏ nhất? Như vậy câu hỏi này lại hỏi về độ dài của cái vectơ vectơ A, và cái độ dài này nhỏ nhất khi nào? Đúng. Thì đây do cái vectơ A chúng ta đã có tọa độ rồi, cho nên chúng ta sẽ dựa vào cái định nghĩa về tọa độ của vectơ nhé. Chúng ta sẽ có là độ dài vectơ A thì sẽ được tính bằng, để khử dấu căn thì chúng ta lấy bình phương độ dài vectơ A đi, thì sẽ bằng bình phương độ dài của hành độ này cộng với tung độ bình phương cộng với cao độ bình phương. Đó. Thì muốn độ dài vectơ A nhỏ nhất thì độ dài của vectơ A bình phương cũng phải đạt nhỏ nhất. Thế đây chúng ta khai triển hàng đẳng thức và chúng ta sẽ rút gọn nó lại, thì ta được là m bình phương cộng với này, chỗ này là m cộng 3 bình thì nó sẽ bằng là m cộng 3 nhân với m cộng 3. Đấy, đối với những bạn mà không nhớ hàng đẳng thức nhé, tương tự bên này ta cũng tách thành 3 trừ 2m nhân với 3 trừ 2m. Lũy thừa bậc 2 chính là tích của hai hai cái đơn thức. Như vậy đây ta sẽ có là m bình phương cộng với này, m nhân m là m bình, m nhân với 3 là 3m, cộng với 3 nhân m là 3m, cộng 3 nhân 3 là 9, cộng tiếp 3 nhân 3 là 9, 3 nhân với trừ 2m là trừ 6m, trừ 2m nhân 3 là trừ 6m tiếp, trừ 2m nhân trừ 2m là cộng 4m bình. Vậy ta được cộng 4m bình. Thì đến đây chúng ta sẽ thu gọn lại, thì ta thu được là trừ 6m. Đây 6m với trừ 6m rút gọn này, cộng m bình là 2m bình, 2m bình cộng 4m bình ta sẽ được là 6m bình. Rồi, trừ đi 6m cộng với 9 cộng 9 là 18. 18. Thế ở đây chúng ta biết là đây là một cái tam thức bậc 2 ấy. Và tam thức bậc 2 này muốn đạt giá trị nhỏ nhất đúng không? Thì nó sẽ đạt tại cái giá trị là m bằng trừ b chia 2a nhé. Đây chính là đặc điểm của một cái tam thức bậc 2. Như vậy ta sẽ thu được là hỏi là cái vectơ độ dài với cái vectơ AB này có độ dài nhỏ nhất đấy, thì ta chỉ cần là tìm m để cho cái độ dài của vectơ A bình phương này nhỏ nhất, mà cái độ dài này nhỏ nhất thì ta chỉ cần là m sẽ bằng là trừ b trên 2a, trong đó ở đây a của chúng ta là 6, b là trừ 6 và c là 18 đúng không? Vậy ở đây chúng ta kết luận là cái độ dài này đạt nhỏ nhất đúng không ạ, nhỏ nhất đấy, nhỏ nhất này, khi và chỉ khi, khi và chỉ khi này m của chúng ta sẽ phải bằng là âm b trên 2a tức là âm của âm 6 này chia cho 2a tức là 2 nhân với 6. Như vậy đây ta rút gọn đi thì ta sẽ thu được là âm với âm thì thành dương này, 6 rút gọn cho 6, như vậy m của chúng ta bằng 1 phần 2, 1 phần 2. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Rồi chúng ta sang tiếp câu số 33. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ U và V, tích vô hướng của vectơ U và vectơ V là. Như vậy câu hỏi này chúng ta sẽ tính tích vô hướng. Tích vô hướng của vectơ U và vectơ V lúc này sẽ bằng là lấy tọa độ của vectơ U với tọa độ của vectơ V. Như vậy ta được 3 nhân với 2 theo đúng công thức này cộng với
4 nhân với âm 1 cộng với 0 nhân 2. Rồi và ta thu gọn nó lại, 6 trừ đi 4 cộng 0 và kết quả là bằng bằng 2. Thì bài này bạn nào không nhớ được công thức để tính thì chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay nhá. Các em có thể xem lại các cái video bấm máy tính cầm tay. Câu 34. Trong không gian UXYZ cho mặt cầu S có phương trình là. Như vậy ở đây chúng ta có cái phương trình mặt cầu. Yêu cầu bài toán là tìm tọa độ tâm Y và bán kính R của mặt cầu S. Phương trình mặt cầu S thì cô nhắc lại phần lý thuyết là phương trình chúng ta có cái dạng như sau này: x trừ a bình cộng với y trừ b bình cộng với z trừ đi c bình và bằng r bình. Trong đó ở đây chúng ta có là a này, b và c chính là tọa độ của tâm nhé, tọa độ của tâm tức là tâm y lúc này có tọa độ là abc và bán kính chính là r. Vậy thì dựa vào cái đề bài này thì chúng ta sẽ có là x trừ 1 bình phương, đúng không? Chú ý ở đây khi chúng ta nói đến cái công thức nhá, thì giữa x giá và tọa độ tâm ấy là liên hệ với dấu trừ, cho nên chúng ta chú ý để tránh bị nhầm. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này x trừ đi 1, vậy chúng ta sẽ có 1 này, y cộng 2, vậy thì cái y cộng 2 này chúng ta có thể viết thành là trừ đi trừ 2, đúng không? Và z tương tự như thế nhé. Cho nên cái tọa độ của chúng ta lúc này chúng ta sẽ hiểu như sau. Cái mặt cầu S đề bài cho sẽ là x trừ 1 bình phương cộng đấy, y trừ đi trừ 2 bình phương. Y cộng 2 ta biết thành y trừ đi trừ 2 nhé. Cộng với này z trừ đi trừ 3 bình phương và bằng 25. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có được tâm y. Tâm y lúc này sẽ tọa độ là 1 này, trừ 2 này và trừ 3. Còn bán kính R, bán kính R, R thì chúng ta có theo công thức là R bình nằm ở bên tay phải. Như vậy ở đây bên tay phải là 25, tức là ta có R bình bằng 25, nên R sẽ là căn 25. R là số dương cho nên ta được thu được bằng 5. Vậy phương án đúng của chúng ta sẽ là 1 trừ 2 trừ 3 và R bằng 5. Phương án D. Chúng ta làm tương tự với câu 35. Trong không gian UXYZ cho mặt cầu S có phương trình là tìm tọa độ tâm Y và bán kính R của mặt cầu S. Thì với cái phương trình mặt cầu S này thì chúng ta lại có một cái dạng nữa, người ta gọi là dạng thứ hai của phương trình mặt cầu nhé. Cái dạng đấy người ta còn gọi là dạng khai triển, thì nó có dạng là x bình này cộng y bình cộng z bình trừ đi 2ax trừ 2by trừ đi 2cz cộng d bằng 0. Thì đây là cái dạng khai triển của phương trình mặt cầu. Thì trong cái dạng khai triển này ấy, thì các em có thể là sử dụng đưa về cái dạng 1 hoặc là chúng ta tận dụng luôn ở đây là chúng ta có a này, b này, c vẫn là tọa độ tâm nhé. Và bán kính R lúc này sẽ được tính bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D. Đây là cái công thức mà chúng ta có thể nhớ. Còn nếu bạn nào không thể nhớ được ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm đẳng thức để chúng ta đưa cái phương trình mặt cầu này về phương trình dạng 1 để chúng ta có thể tính được bán kính và tâm. Đúng không? Rồi. Như vậy ở đây nếu như chúng ta tính thì ta sẽ có này, A chính là nằm một phần trong hệ số của x. Tuy nhiên chúng ta thấy ra cái hệ số của x này này, ta đem chia âm 2 thì ta mới thu được A. Đúng không? Cho nên này chúng ta có hệ số x ở đây là trừ 2 nhé. Vậy ta sẽ có được A sẽ được tính bằng này, âm 2 là hệ số của x phải đem chia âm 2 ta mới được A. Cho nên A là 1. Tương tự này, để có được B ta lại phải lấy là hệ số của y đem chia cho âm 2. Y hệ số là 4 chia cho âm 2. Vậy ta thu được âm 2. Còn C thì sẽ bằng là hệ số của z chia âm 2. Và z đây có hệ số là 4, vậy ta lấy 4 chia âm 2 thì kết quả là âm 2.
Tóm lại ở đây chúng ta có tâm tọa độ là 1 trừ 2 trừ 2. Thế còn bán kính R ta thực hiện theo công thức này đúng không? Thì lúc này R của chúng ta sẽ bằng là căn bậc 2 của biết đây này. R sẽ là căn bậc 2 này của gì? Một bình cộng với trừ trừ 2 bình cộng với trừ 2 bình rồi trừ đi D. D ở đây chính là cái hệ số không có ẩn đây. D là 5 trừ đi 5. Và chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta có thể thu gọn. Như vậy ta được này. Trừ 2 bình, tất cả cái này bình phương thì dương hết này. 4 này, cộng 4 là 8 này. 8 cộng 1 là 9. 9 trừ đi 5 bằng 4. Như vậy ta được là căn 4 thì bằng 2. Đúng không? Căn của 4. Và kết quả thì bằng 2. Như vậy ta có tâm là 1 trừ 2 trừ 2. 1 trừ 2 trừ 2. Và R bằng 2. Như vậy phương án đúng của chúng ta là phương án A.